Messi cưới là sự kiện được rất nhiều người quan tâm, và thay vì nhìn nó ở một khoảng cách xa xôi từ đây tới tận Nam Mỹ, hãy biến nó trở nên gần gũi với chúng ta bằng những hình ảnh như thế này: thiệp cưới hay là hộp quà. Chẳng hạn như là Messi mời ai và không mời ai, hay tiền mừng cưới cho Messi thì bao nhiêu là đủ. Đó là khu phức hợp khách sạn sang trọng Casino City Center tại nơi Messi sinh ra, thành phố Rosario, cách thủ đô Buenos Aires khoảng 300 km về phía Bắc. Điều đang nói ở đây là khách sạn này chỉ cách hang ổ buôn bán ma túy nguy hiểm nhất Argentina đúng một con phố. Tuy nhiên, các quan khách cũng không việc gì phải lo ngại, bởi đám cưới đã được bảo vệ nghiêm ngặt với 200 nhân viên an ninh. Là cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới, cho nên những khách mời của Messi cũng rất được quan tâm. Dễ hiểu khi tất cả các cầu thủ trong đội 1 của Barcelona đều được mời tới dự đám cưới. Thế nhưng, đáng ngạc nhiên khi nhiều thành viên trong ban huấn luyện đội bóng đã không được mời. Thậm chí là cả hai người thầy, Luis Enrique và Pep Guardiola, hay như siêu sao bóng đá Maradona cũng không có mặt. Những khách mời thì cũng đã không có cơ hội cụng ly cùng Ronaldo trong đám cưới của Messi. Ronaldo được mời bởi vợ của Messi, do cô này ấn tượng với phong cách lịch lãm của Ronaldo khi hai người từng gặp nhau ở lễ trao giải quả bóng vàng. Nhưng Ronaldo đã khéo léo từ chối với lý do bận tham dự cúp liên đoàn các châu lục. Bạn sẽ mang gì tới đám cưới của người kiếm được 62 triệu bảng Anh trong năm vừa rồi? Câu trả lời là không cần mang gì cả. Thay vào đó, các khách mời được yêu cầu đóng góp vào quỹ từ thiện mang tên Leo Messi để giúp các trẻ em nghèo.